Xin chào các bạn, một ngày vừa qua của các bạn thế nào? Đừng ngại mở lòng và chia sẻ cùng nhau các bạn nhé. Ad chúc các bạn một ngày mới tràn ngập năng lượng và nhiều điều may mắn nha. Ad có một tin vui muốn chia sẻ cùng các bạn đây. Đó là trong chuyến thăm ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ vào tháng 6 vừa qua, chúng ta đã cùng với người anh em đất Ấn ký kết hai văn kiện hợp tác lớn. Một bản là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng song phương cho đến năm 2030, và một bản nữa là thỏa thuận ghi nhớ MOU về hỗ trợ hậu cần quân sự. Điều đáng giá là hai văn kiện này cực kỳ giúp ích cho Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, theo hãng tin Ấn Độ PTI, việc hai bên ký kết hai văn kiện hợp tác nói trên là một bước tiến lớn trong quan hệ chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều quan ngại trước vấn đề Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng tại vùng Biển Đông nói riêng và Ấn Độ-Thái Bình Dương nói chung. Uầy, nếu như này có phải đang gián tiếp thông báo với cái bên gì gì đó đang lộng hành ngoài biển rằng hãy biết thân biết phận, đừng có đụng lung tung vào đất nhà người khác hay không anh em nhỉ? Nếu cùng chung suy nghĩ thì nhớ cho Ad xin một like video các anh em nhé. Phen này chắc ai đó sẽ tức nổ đó đó mắt cho coi. Theo tin chính thức, sáng ngày 8 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón ông Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Sau lễ tiếp đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm với những vấn đề trọng tâm. Bộ trưởng Rajnath Singh nhấn mạnh, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chính sách hành động hướng Đông. Hợp tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ và sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và tốt đẹp. Kết quả là hai văn kiện hợp tác lớn và quan trọng được ký kết. Văn kiện tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ góp phần mở rộng hơn nữa phạm vi và quy mô của quan hệ quốc phòng vốn đã tốt đẹp giữa hai nước. Trong khi thỏa thuận về hỗ trợ hậu cần quân sự lại cho phép quân đội hai bên sử dụng căn cứ của nhau để sửa chữa và bổ sung nguồn tiếp liệu. Trong chính sách quốc phòng của Ấn Độ, các thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự được cho là một nhân tố quan trọng. Trước đó, Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận loại này với Mỹ vào năm 2016, sau đó ký các hiệp ước tương đương với Úc, Nhật, hai quốc gia khác trong nhóm bộ tứ, cũng như là Pháp, Singapore, và bây giờ là Việt Nam. Theo các bạn, việc ký kết này cho thấy quốc phòng Việt Nam thực sự đủ mạnh và đủ tin tưởng để Ấn Độ đặt bút xác định như vậy, hay là do bộ ngoại giao của chúng ta quá khéo léo và tài giỏi để Ấn Độ bị thuyết phục? Comment dưới bình luận nhé! Nếu nhìn tổng thể và lướt lại một vài sự kiện trong lịch sử, có thể thấy rằng nước đi này của ngoại giao Việt Nam cực kỳ thông minh và sáng suốt. Vừa được lòng người lại được việc mình các bạn ạ. Bạn nào đang thắc mắc tại sao thì ngồi im đó, Ad giải thích nhé. Đã có nhiều nơi, trong bối cảnh thế giới bất ổn, họ liên minh với nước khác, chấp nhận cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự giúp họ bảo vệ đất nước. Thế nhưng, vốn từ trước đó, Việt Nam đã có một chiến lược hoàn toàn khác, đón đầu và vô cùng sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đã tự lực tự cường bởi chính sách quốc phòng 4.0. Thứ nhất, không tham gia liên minh quân sự bởi lẽ thêm bạn bớt thù. Một khi tham gia liên minh quân sự, chúng ta sẽ phải gắn với một bên, phải san sẻ trách nhiệm tài chính, nhân lực, có thể phải nhân nhượng một số lợi ích, sẽ phải hy sinh một phần nhất định chủ quyền quốc gia, có thể phải đối đầu với bên khác, tức là chuốc thêm kẻ thù. Do đó, Việt Nam chỉ chọn đứng về hòa bình, lẽ phải, công lý, luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tự lực tự cường, tự bảo vệ mình, cố gắng duy trì quan hệ cân bằng giữa các nước lớn, đặc biệt là trong bối cảnh diễn ra cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực Biển Đông. Cái này chuẩn quá các bạn nhí! Thứ hai, không liên kết với nước này để chống nước kia. Nếu Việt Nam liên minh với nước bên ngoài, ưu tiên dùng biện pháp quân sự để giải quyết các tranh chấp, bất đồng thì sẽ khó được các nước khác ủng hộ. Nguyên tắc này giúp Việt Nam có vị thế phù hợp để đối thoại với các nước hay tham gia vào các cơ chế đối thoại an ninh, quan sát viên các hội nghị, các cuộc tập trận ở khu vực. Thứ ba, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác.
Việt Nam khẳng định rõ ràng với thế giới là không chấp nhận cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, sử dụng một phần lãnh thổ Việt Nam để phát động chiến tranh xâm lược nước thứ ba. Riêng quân cảng Cam Ranh, chúng ta xác định đây là căn cứ riêng của Hải quân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đã cho xây dựng cảng quốc tế Cam Ranh để đáp ứng yêu cầu của không ít quốc gia muốn cho tàu chiến được ghé đậu quân cảng này. Bây giờ là rộng cửa cung cấp hậu cần cho Ấn Độ. Điều này thông thái quá các bạn ạ. Vừa không vi phạm nguyên tắc chúng ta đã đề ra, mà lại càng thêm củng cố thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác với các nước. Như vậy là dựng một mà lợi 10 rồi này. Đây, Ed nói rõ hơn này. Việt Nam nói là không tham gia quân sự, tức là không dùng vũ lực. Việc ký kết hậu cần cho anh bạn cà ri Ấn Độ, hậu cần là chỉ cung cấp nhiên liệu, đồ ăn, nước uống, không đụng chạm tới vũ khí, nên theo nguyên tắc thì Việt Nam không hề đi ngược lại với những tuyên bố đã đề ra ở trên. Phen này có nước cay lắm nhưng chắc không bắt bẻ được gì rồi. Cay tươi nhờ! Thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nguyên tắc này đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Do đó, Việt Nam như chỉ nhắc lại một nguyên tắc đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi, thể hiện chính sách quốc phòng Việt Nam tôn trọng nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc, đồng thời góp phần nhấn mạnh tính phi pháp của các hành vi gây hấn, đe dọa, cưỡng ép nước khác phải ngừng hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia. Nhắc lại nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, Việt Nam muốn truyền tải thông điệp, mỗi quốc gia cần hành xử có trách nhiệm, tương xứng với trách nhiệm và vị thế quốc tế của mình. Nguyên tắc này làm nổi bật bản chất phòng thủ và hòa bình trong chính sách quốc phòng của Việt Nam, không mâu thuẫn với mục đích hiện đại hóa quân đội cũng như nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang Việt Nam, đó là bảo vệ đất nước, kể cả bằng cách sử dụng vũ lực khi cần thiết. Nếu đất nước có chiến tranh, người Việt Nam buộc phải cầm súng để bảo vệ tổ quốc, gìn giữ hòa bình. Có thể nói chính sách ngoại giao quốc phòng của Việt Nam quả thực vô cùng tinh tế và khéo léo. Cái gì là nguyên tắc thì phải tuân thủ. Và chính sách này đặt Việt Nam ở vị thế không bị chèn ép và cũng không mất lòng nước bạn. Chứng tỏ các bác lãnh đạo ngoại giao Việt Nam quá đỉnh các bạn nhỉ? Nếu thế nói đúng thì nhớ cho Ad một like và chia sẻ chiếc video đầy tự hào này nha các bạn. Hiện nay quan hệ ngoại giao nhà nước Việt Nam đã phủ sóng tới 189 trong tổng số 200 quốc gia trên thế giới. Quan hệ đối ngoại quốc phòng ngày càng mở rộng với trên 80 quốc gia thuộc cả 5 châu lục. Đặc biệt, Việt Nam có quan hệ quốc phòng với tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là thuận lợi chưa từng có, là cơ hội để Việt Nam ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế của đất nước và quân đội trên trường quốc tế. Và trong lần hợp tác quốc phòng này, chúng ta với Ấn Độ cũng vậy, vẫn là dựa trên lập trường nguyên tắc 4.0 để ký kết hai văn kiện hợp tác có tính chiến lược lớn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cũng từng khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có tình hữu nghị bền chặt, luôn tin cậy lẫn nhau, quan hệ phát triển trên nhiều lĩnh vực bất chấp nhiều trở ngại, thách thức. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế từ ASEAN đến Liên Hợp Quốc. Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn quan hệ ngày càng gắn bó hơn nữa giữa hai nước sẽ trở thành nhân tố đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Và mong muốn hai nước tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tham gia vào chuỗi cung ứng, góp phần bổ trợ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi nước. Riêng về Biển Đông, hai nước cũng đều nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Rõ ràng Ấn Độ là một cường quốc đang trỗi dậy với vai trò ngày càng quan trọng và có ảnh hưởng ở địa bàn rộng lớn trải rộng từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Không chỉ về an ninh quốc phòng mà còn về kinh tế, khoa học. Các thỏa thuận hậu cần quân sự sẽ tạo điều kiện cho tàu chiến hai bên tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau vì mục đích tiếp liệu, hậu cần và sửa chữa. Về phía Ấn Độ, những thỏa thuận này sẽ giúp quân đội nước này đơn giản hóa công tác hậu cần cho các hoạt động quân sự ở xa lãnh thổ. Như vậy, lần ký kết này với Việt Nam mà nói, vừa không vi phạm các nguyên tắc đã đề ra, lại có cơ hội hoạt động an ninh quốc phòng,
thắt chặt tình hữu nghị hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, tạo thêm sự tin cậy chính trị, củng cố lòng tin chiến lược. Mặt khác, trong bối cảnh nhiều điểm nóng trên thế giới trở nên căng thẳng, hai bên cần tăng cường trao đổi, nỗ lực cùng đấu tranh để bảo vệ một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, đặc biệt trong không gian biển và bảo vệ an toàn mỗi nước. Thế nên đối với tình hình lãnh thổ Biển Đông của Việt Nam hiện tại, sự hợp tác lần này như giúp Việt Nam vừa có được đồng minh biểu quyết về việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ vùng biển đang diễn ra, vừa có một tấm vé trợ giúp từ Ấn Độ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu xét tình hình chung hiện tại thì Ad thấy đây là một chiến lược ngoại giao hợp tác hết sức thông minh của Việt Nam. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy kết quả của cuộc đàm đạo hợp tác lần này giữa Việt Nam và Ấn Độ thế nào? Hãy chia sẻ ở phần dưới bình luận nhé! Và cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ Ad nha! Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.